sương mù không rồi các bạn, cao lắm rồi. Đó, người ta chạy xe lên rồi, ta quẹo cái cua này, có người ta mặc áo mưa rồi, ta chạy cái cua này lên, tôi cũng lên theo đó luôn, lên tuốt trên này là mấy bụi luôn, giờ mưa lấp phất, giờ phải kiếm cái áo mưa ra mặt mới được. Ở trên này là mây mù, còn đường thì toàn là đường rích rắc không à, cua quẹo cùi chỏ không à, mấy cua cùi chỏ không, mà mây mù chả thấy gì hết, khủng khiếp luôn. Tranh thủ lấy ra để quay cho các bạn xem, ướt cả nẹp nước, trời lấp phát mưa, sương mù, chạy nhìn có nhiều khúc nhìn không thấy luôn. Đó, xe nó lên nó xuống rồi, nó xe nó bò lên nó trên, chắc là quán bà này, nhưng mà trời mưa rồi không thấy gì hết, thấy nó lờ mờ, cảnh nó rất đẹp nhưng mà không thể nào quay đẹp hơn, bởi vì đang mưa, mây mù. Con đường này đó nó cũng khủng khiếp lắm, nó cũng lên cao nhiều thôi. Quay những cái máy không biết sao đây để quay lấy ra cái cảnh cho rồi. Này là quán bả trong trong sương mù. Cái này mà có nắng là rất là đẹp, nhưng mà mình đi nhầm lúc mưa thì quay cái mưa, mỗi cái nó có cái đẹp riêng của nó. Mưa càng ngày càng lớn nha, thấy thích rồi quay cái cảnh này cái đó. Mà xuống chắc chiều nay, chắc bữa nay ngủ quán bạ luôn rồi, mưa kiểu này đi đâu. Cái đường nè, đường đi xuống quán bạ nè, thấy mây mù không, ta chạy lên nè. Mưa càng ngày càng lớn rồi bà con. Phúc ở bây giờ mình như thế thôi. Quán bạ, đây là cơm xào thịt bò, có cái trứng, có đậu que sắt, giá với dưa chua, còn cái này là đi kèm, có dưa leo, chén canh với cà pháo. Thấy cái ăn ngon, ăn là lạ nhưng mà ngon. Nãy đi thì vừa vô tới Quảng Bạ thì trời mưa, sương mù. Giờ vô tới trung tâm Quảng Bạ thì trời mưa, không đi đâu được. Chắc là tối nay ngủ ở đây thôi, ăn cơm xong rồi kiếm chỗ nghỉ. Trời đang mưa rồi, trong quán ăn cơm. Này quán cơm ở Quảng Bạ, cơm xào dĩa tổ bố ăn hết. Mình đi Đồng Văn và bây giờ tới đây, tới Quảng Bạ là bị mưa rồi, chung vô khách sạn nè, khách sạn nè Tam Sơn. Và coi như là ngày nay kết thúc ở đây rồi. Thì cái khách sạn này là một đêm 250, nhưng mà ghế gỗ này đẹp không. Ở đây thì khách mùa đông, em nó nói mùa đông vô cái khách chiều này sao thấy vắng què, nó mưa này, nước chảy. Các bạn thông cảm nha, bữa nay là tới đây là kết thúc rồi đó, không còn đi đâu được nữa đâu. Mưa kiểu này, ở đây là trung tâm của huyện Quảng Bạ. Huyện Quảng Bạ là thuộc Chân Tư
quảng bạ. Quảng bạ là thuộc Hà Giang. Khi đến Quảng Bạ là trời mưa khá to nên tôi đã vô lấy khách sạn để nghỉ và thay đồ. Nghỉ được một lúc thì khoảng 3 giờ trời bắt đầu tạnh mưa và có chút ánh sáng nên tôi tranh thủ lấy xe chạy lên cái dốc hồi sáng xuống để quay cái cảnh panoramic, cái toàn cảnh của thành phố Quảng Bạ, quay cho rồi. Không biết lúc mình về là trời có được sáng hay là không, nhưng mà quay trước để lấy cảnh, bởi vì kinh nghiệm là vừa rồi trong tiếng đi thì có nhiều lúc thấy cảnh đẹp nói để quay, để khi trở về quay, nhưng mà cuối cùng thì không có đi trở về nên không có quay được cái cảnh. Bây giờ rút kinh nghiệm là thấy nó vậy thì tranh thủ chiều nay cũng không có đi đâu nên lên quay cái cảnh này cho rồi, để nếu lỡ mà bữa về mà bị mưa lớn thì lại không có cảnh này. Tại vì về thì cũng phải đi qua con đường này. Các bạn xem đẹp lắm nha. Cái này nói chung thì nếu mà quay lấy màu thực tế thì nó không được sáng gì, phải đưa vô phần mềm để điều chỉnh cho nó sáng lên, cho có màu đẹp lên. Thì đây là buổi chiều khoảng 3-4 giờ chiều của ngày 16 khi mà mưa đã tạnh. Ngày mai là chuẩn bị đi lên công viên đá. Trước khi lên công viên đá thì cũng có ghé qua vài chỗ.
cái thành phố, nguyên cái thị xã, thị trấn gì nó nằm giữa cái thung lũng này luôn. Ở đây là nhìn thấy hết. Cái này là mai là ít ánh sáng, chứ nếu mà nhiều ánh sáng là nổi lên luôn. Công viên đá là đi đường bên đó qua bên mấy cái núi bên kia. Hồi nãy thì chạy dưới này nè. Tính vừa coi cái hang để nhất động của công viên là tôi thấy nó trễ quá rồi. Nó vô đó nó tối ồn, mưa nhìn không thấy gì, chạy ngày mai đi luôn. Sẵn dịp chạy lên đây. Chạy lên đây tranh thủ quay cái cảnh này cho rồi, để mà không sợ mày về bị mưa. Có một chút ánh sáng ở đây thì quay luôn. Người ta làm gì vậy? Người ta đều là... Người ta đều những câu này. Thế gì em chẳng. Nếu phải chạy bừa với con trâu. Thế này già quá, nhìn không thấy mà. Thôi đổi mắt kiến lão nữa. Thấy đẹp tôi già là các tôi bạn còn trẻ mà đi rồi thấy mê luôn. Quá đẹp. Bước vô đi. Bước vô cái ầm luôn. Đứng ngay góc này xe nó đổ xuống nguy hiểm quá. Bà con đang chuẩn bị ruộng này mọi người. Mình mà cày cấy gì mà. Có mấy cái núi này nổ quá. Mày khói lên kìa. Núi ở ngoài này là trùng trùng điệp điệp nha các bạn. Dân người ta mát trời chứ người ta ra người ta làm ruộng làm rẫy của người ta, làm ruộng của người ta. Cái ruộng bậc thang á, nếu mà bay cho con flycam nó bay ở trên nhìn xuống nó rất là đẹp. Phải có độ cao để mà xem mấy cái ruộng bậc thang nó thấy nó đã. Chứ ngang ngang tầm gì mình nhìn mình không thấy. Tính đi công viên đá trong bữa nay, nhưng mà vừa đi tới Vãng Bạ là bị mưa rồi lũi vô nhà nghỉ thì tới 3:00 mấy 4:00 thì thấy trời nó ngưng mưa mà cũng có sáng sáng, cũng có ánh sáng nên tranh thủ ra quay đoạn nào hay đoạn nấy. Ở đây là